mở mắt đã có tiền vào túi, ba con giáp hưởng đủ vinh hoa, thần tài yêu mến trong 5 ngày tới. Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui mừng lại được gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cái video của ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp tha hồ, hốt bạc, nhà cửa ngập trong biến tiền trong 5 ngày tới đây. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Và con giáp thứ nhất đấy là tuổi Dần. Tử vi tướng số đã chỉ rõ là trong 5 ngày tiếp theo, người tuổi Dần sẽ may mắn, có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều. Do vậy, con giáp này chỉ cần luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động thì tài lộc tự khắc sẽ chui vào túi ào ào như thác đổ. Bên cạnh đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh thì người cầm tinh quan hổ phải bắt tay ngay, bởi cái vận may không bao giờ lặp lại. Đây chính là con giáp luôn thành công trong sự nghiệp và sớm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đeo đuổi. Người thứ hai đấy là tuổi Mùi. Trời sinh tuổi Mùi là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập. Họ luôn biết nỗ lực phấn đấu vượt qua số phận để đạt được điều mình mong muốn. Trong 5 ngày tới thì vận may của người cầm tinh quan dê sẽ vô cùng thịnh vượng. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa. Những người này sẽ giúp tuổi Mùi xây dựng cơ ngơi ổn định và giải quyết mọi rắc rối một cách êm đẹp. Nhờ vậy mà tài vận của người tuổi Mùi ngày càng dồi dào, thăng tiến vùn vụt. Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Mùi sẽ có được cái cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biến tiền, khiến nhiều người phải ghen tị. Thứ ba đấy là tuổi Tý. Người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, rất giỏi trong cái việc mà tùy cơ ứng biến. Hơn nữa lại có óc quan sát nên là có thể tìm kiếm được những cái cơ hội tốt đẹp nhất. Thời gian 5 ngày tới do cái hưởng phúc tổ tiên và được thần tài phù hộ nên là sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việc. Nên là việc tăng lương, tăng thưởng, tăng chức đương nhiên sẽ xảy ra, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cho dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, con giáp này cũng hết sức hòa đồng, vui vẻ nên có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Hợi sẽ có cái cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn từ cái việc đầu tư và không cần lo nghĩ về tài chính trong cái thời gian tới. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là ba con giáp được hưởng vinh hoa, thần tài yêu mến trong 5 ngày tới. Và tuy nhiên thì những cái thông tin này cũng mang tính chất là tham khảo. Không phải ai cũng thành công và trở nên giàu có, công thành danh toại chỉ nhờ vào cái vận mệnh của mình. Và cái quá trình nỗ lực, kiên trì, phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp này có đổi đời được hay không. Do đó mà các bạn đã có cái vận mệnh tốt thì hãy cố gắng hết mình để đạt được cái sự thành công như mong đợi. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Nếu quý vị là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.